Cách để quên đi người bạn thích. Khi bạn cảm nắng một ai đó, bạn thường luôn hy vọng về tương lai và sẽ rất đau lòng khi bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ không được đền đáp. Có thể người mà bạn thích đang có đối tượng khác, hoặc chỉ đơn giản rằng bạn biết rằng cả hai bạn không thể đến được với nhau. Buông bỏ và bước tiếp là cả một quá trình, nhưng bạn có thể làm được điều đó nếu như bạn thực sự quyết tâm quên đi người mà bạn thích và tiếp tục sống. Chấp nhận cảm xúc của bản thân. 1. Tìm một người có thể hiểu những gì mà bạn đang cảm nhận. Rất khó để có thể thấy được ánh sáng phía cuối con đường khi bạn vẫn đang thích một ai đó, nhưng rất nhiều người cũng đã từng giống như bạn trước đây. Tìm ra cách mà họ có thể vượt qua như thế nào sẽ giúp cho bạn có thêm động lực để có thể bước tiếp. Nhờ tới sự giúp đỡ của một người bạn hoặc là một người thân trong gia đình, hầu hết mọi người đều có thể đồng cảm với tình yêu ở một mức độ nào đó, và họ có thể nói cho bạn biết những kinh nghiệm của chính họ để có thể quên đi một người mà họ từng thích. Thậm chí, nếu như họ chưa từng trải qua vấn đề này, họ vẫn có thể đưa ra cho bạn một số lời khuyên khách quan nhất định. Cẩn thận xem xét đến những sự việc tương tự. Khi bạn bắt đầu tìm kiếm, bạn sẽ thấy được rằng có vô số những ví dụ về những người khác ở trong hoàn cảnh giống như bạn. Sách truyện, phim ảnh, ca nhạc hay thậm chí là những bài phóng sự sẽ thường tập trung vào một vài người đang phải vật lộn với vấn đề tình cảm. Hãy để tâm nhiều hơn với những trường hợp mà nhân vật chính có thể vượt qua được điều đó và ghi nhớ những điều mà bạn có thể học hỏi. 2. Chấp nhận rằng bạn thích người đó. Trước khi bạn vượt qua được một vấn đề, bạn cần phải nhận biết được sự tồn tại của nó, cho phép bản thân được hiểu rằng bạn thích người đó và trải nghiệm tất cả những cảm xúc phức tạp kèm theo. Cân nhắc tới việc viết ra những điều mà bạn cảm nhận. Dành một chút thời gian để giải bày những cảm xúc rối loạn có thể giúp cho bạn cảm thấy giống như bạn đang bỏ lại chúng phía sau. Hãy lập danh sách những lý do khiến cho bạn phát triển tình cảm với người đó và tại sao tình cảm đó sẽ không có kết quả. Bạn sẽ có thể viết trong nhật ký, hoặc đánh trên máy tính, hoặc đặt mật khẩu, hoặc bạn cũng có thể viết lên giấy hoặc sau đó đốt chúng. Nói rõ những cảm xúc của bạn thành lời. Bạn không cần phải kể với một ai đó bạn cảm thấy như thế nào, nhưng nói ra vấn đề của bản thân thành lời, thậm chí khi chỉ có một mình bạn trong phòng, có thể nó sẽ trở nên chân thật và dễ tiếp xúc hơn. Đơn giản như bạn có thể nói, tôi thích style và tôi ghét tình cảm đó. 3. Nói cho người mà bạn thích. Nếu như bạn chắc chắn rằng người ấy đủ chín chắn và có thể hiểu được những gì mà bạn đang trải qua, hãy tìm một khoảng thời gian thích hợp để bạn có thể nói với người ấy về điều đó. Một trong những phần khó khăn khi quên đi người mà bạn thích chính là buông bỏ những hy vọng của bản thân về một mối tình lãng mạn. Nếu như bạn chỉ từ bỏ, bạn sẽ có xu hướng giày vò bản thân bởi những suy nghĩ nếu như thổ lộ với người đó có thể sẽ cho bạn một phần cơ hội nho nhỏ rằng họ cũng thích bạn. Nhưng thậm chí kể cả nếu như họ không thích bạn, bạn cuối cùng cũng có thể bước tiếp và chấp nhận được sự thật đó. Bạn sẽ không cảm thấy như bản thân vừa lãng phí một cơ hội để có thể có được hạnh phúc. Đừng quá đòi hỏi hay khiến cho người đó sợ hãi, cố gắng tránh đề cập đến những khía cạnh khác của cảm xúc của bạn, bởi điều đó không liên quan tới những sự thật mà bạn muốn biết. Chỉ đơn giản nói với họ rằng bạn quan tâm đến họ nhiều như thế nào và rằng bạn chỉ muốn biết liệu họ có cảm thấy giống như vậy hay không. Hãy nói rõ rằng bạn vẫn luôn muốn làm bạn với họ, mặc dù bạn sẽ cần thời gian xa cách để có thể vượt qua được cảm xúc của bản thân và bạn muốn họ phải thành thật. Với nhiều lý do, viết thư cho người bạn thích có lẽ sẽ tốt hơn. Nó sẽ giúp cho bạn dễ dàng giải thích được cảm giác của bản thân mà không bị ngắt quãng, và nó cũng khiến cho người đó bớt cảm thấy áp lực hơn. Gửi cho người mà bạn thích một lá thư để diễn giải những cảm xúc của bạn và đề nghị họ đọc trước khi ở nhà một mình. Đừng liên lạc với họ trong vòng một ngày, hãy cho họ thời gian để có thể suy nghĩ về những gì mà bạn đã nói. Thử nói chuyện với họ vào ngày tiếp theo khi chỉ có hai người. Nếu như họ tránh bạn, thì hãy hiểu rằng có lẽ là họ đang mang một chút lo sợ và bối rối. Cho họ thời gian và sau đó hãy thử lại. 4. Chấp nhận thua cuộc. Có thể người bạn thích đã có người khác hoặc hai bạn bị chia cách bởi khoảng cách quá xa. Có thể người đó thậm chí không hiểu được cảm giác của bạn. Và bạn thì không đủ can đảm để có thể thổ lộ. Dù lý do là gì đi nữa, hãy chấp nhận rằng đó chính là những khó khăn mà bạn gặp phải trong cuộc sống và bạn chọn cách từ bỏ. Đừng nhầm lẫn rằng đây là một thất bại. Thực tế rằng bạn không thể đến với người mà bạn thích không hề liên quan tới giá trị vốn có của bản thân bạn. Các mối quan hệ không có kết quả vì rất nhiều những lý do khác nhau và hầu hết trong số đó đều là những vấn đề không hề thay đổi hay cải thiện được. Có một vài thứ có thể vượt qua khả năng kiểm soát của bạn. Chấp nhận những điều về bản thân ngăn cản họ có tình cảm với bạn. Đau khổ thất tình thường bắt đầu bằng việc phủ nhận, cố gắng bỏ qua bước đó.
chấp nhận rằng có lẽ hai bạn không hợp, cởi mở hơn trong công việc để khắc phục những khuyết điểm trong con người của bạn nếu như bạn muốn có thêm cơ hội vào lần tới. Nhưng hãy đảm bảo rằng bạn không nhầm lẫn giữa những khuyết điểm và sự khác biệt. Vệ sinh cá nhân không sạch sẽ cũng là một khuyết điểm và là điều mà bạn có thể sửa được. Nhưng thích những thể loại khác nhau hay là một người hướng nội hơn thì không, và bạn thì không nên cố gắng cưỡng ép bản thân thay đổi về những điều đó. Điều đó trông có vẻ như bạn đã sẵn sàng làm bất cứ một điều gì để được ở bên họ, nhưng tận sâu bên trong, thứ mà bạn muốn hơn tất cả chính là họ cũng dành tình cảm cho bạn như bạn đã dành cho họ. Thậm chí thay đổi vì họ có thể sẽ giúp cho họ yêu con người mới của bạn, nhưng những mối quan hệ như vậy thường sẽ kết thúc rất nhanh chóng sau khi cảm giác mới lạ ban đầu đã qua đi. Tránh trở nên ngoan cố một cách xấu hổ, có thể điều đó sẽ hoàn toàn sai trái với bản chất của bạn khi chấp nhận bản thân không thể làm được điều gì đó. Và trong hầu hết những trường hợp thì kiên trì chính là một điều đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, có những lúc kiên trì sẽ biến thành tuyệt vọng và ngu ngốc. Theo đuổi một người mà bạn biết rằng không thể là một trong số đó thì hãy buông bỏ. Tự tạo khoảng cách. 1. Tránh khỏi người mà bạn thích. Nếu như có thể, hãy cố gắng cho bản thân một chút không gian xa cách với đối tượng mà bạn thầm mến. Nhiều khi bạn yêu mến một ai đó là do cảm giác gần gũi hay đơn giản là bạn ở bên một người rất đáng yêu. Nếu bạn không ở bên người đó thường xuyên nữa, có thể cơn say nắng của bạn sẽ tự nhiên biến mất. Nếu như bạn phải lòng bản thân của mình, hãy ít xuất hiện. Nếu như bạn muốn duy trì một tình bạn, hãy hướng tới việc dành càng ít thời gian ở bên người đó càng tốt mà không khiến cho anh ấy hoặc cô ấy bị tổn thương. Hoặc nếu như bạn tin rằng người bạn đó có thể thấu hiểu được, hãy giải thích vấn đề của bạn và thể hiện rõ rằng bạn chỉ cần một chút không gian riêng. Nếu như bạn cảm nắng một người bạn chung, nếu đó là bạn của một người bạn, cố gắng tránh những sự kiện tụ tập nhóm. Nếu cần, hãy giải thích nguyên do với người bạn của bạn để anh ấy hoặc cô ấy sẽ không để bụng vì điều đó. Nếu như bạn mến mộ một ai đó ở trường, hãy tranh thủ cơ hội này để có thể học hành chăm chỉ hơn và khiến cho bản thân quên đi người mà bạn thích. Mỗi khi bạn muốn nghĩ về anh ấy hay cô ấy, thay vào đó hãy mở sách hoặc thẻ flash để có thể ôn bài, đi tới lớp bằng đường khác hoặc ngồi ở một chỗ khác vào giờ ăn trưa nếu cần. Nếu như bạn thích một đồng nghiệp, hãy tập trung hơn vào công việc của mình. Hiện tại tránh những bữa trưa ăn cơm cùng nhóm, các cuộc nói chuyện giữa buổi hay những sự kiện như happy hour, giờ vui vẻ. Nếu như bạn phải lòng một ai đó mà bạn không thể tránh, thay vào đó hãy tạo một khoảng cách về mặt tinh thần. Ở trong cùng một phòng với ai đó cũng không đồng nghĩa với việc rằng bạn phải nghĩ về họ. Hãy nghĩ về bất cứ một nhiệm vụ nào đó mà bạn đang làm và mơ mộng về điều gì đó thật tuyệt vời sẽ thực hiện vào một ngày không xa mà không có người mà bạn thích. 2. Gặp gỡ người mới. Nếu người bạn thích luôn đi chơi cùng với nhóm bạn hiện tại của bạn, hãy cố gắng mở rộng phạm vi những mối quan hệ xã hội của bản thân. Kết hợp thêm những người bạn mới sẽ giúp cho bạn quên đi nỗi đau hiện tại, thêm sự tự tin và có thể sẽ đưa bạn tới với một ai đó phù hợp hơn với bạn. Dưới đây là một vài lời khuyên cho bạn để có thể bắt đầu. Tìm một ai đó có cùng sở thích. Bạn thích giải đố, hãy ghé qua một vài quán bar ở gần nhà và hỏi về đêm Trivanai, cuộc chiến cần não sắp tới. Bạn thích viết lách, hãy tìm lên mạng và hỏi thông tin tại những trường đại học thân cận để có thể tìm một nhóm phê bình mới. Bạn chơi thể thao, hãy tìm kiếm trên mạng về những giải đấu nội bộ hoặc tìm kiếm thông tin của đại chi hội của những liên đoàn tại địa phương như WACA, Hiệp hội môn thể thao Kickball dành cho người lớn. Có vô số những sự lựa chọn dành cho bạn. Tham gia vào những hoạt động công ích, hãy làm tình nguyện ở những mái ấm tình thương tại địa phương hoặc liên lạc với tổ chức đang đấu tranh cho một số vấn đề mà bạn quan tâm như đối xử nhân đạo với động vật hay làm sạch môi trường. Tham gia vào một vài sự kiện công ích và làm quen với những người bạn tình nguyện viên giống bạn. Tận dụng trường hoặc là những nhóm hoạt động tại nhà thờ nếu như bạn đang theo học tại trường, hoặc là những nhà thờ có tổ chức hoạt động ngoài khóa, hãy tham gia. Ban kế hoạch sự kiện như From hay tiệc khiêu vũ tại nhà thờ, dàn hợp xướng, nhóm tình nguyện hoặc liên đoàn thể thao đều có thể là những sự lựa chọn thích hợp dành cho bạn. 3. Chăm sóc bản thân. Sử dụng thời gian này để có thể lùi lại và xem xét cách mà bạn có thể cải thiện được cuộc sống của chính mình. Thay vì hao tổn toàn bộ tâm trí cho người mà bạn thích, bạn sẽ tìm ra được một vài những việc khác để có thể cải thiện được tình trạng của bản thân. Cho bản thân được làm đẹp, thậm chí dù bạn là đàn ông, tủ quần áo của bạn có một chút nhàm chán. Bạn đã để kiểu tóc đó quá lâu, hãy mua thêm một vài bộ quần áo mới để giúp cho bạn trông tự tin hơn. Hãy nghiên cứu một kiểu tóc hoặc một màu tóc mới. Nếu như bạn không chắc làm thế nào để có thể xác định lựa chọn của bản thân, hãy nhờ đến sự giúp đỡ của một người bạn hoặc những thành viên trong gia đình có phong cách thời trang đặc biệt sành điệu và hợp thời trang. Ngăn nắp, nếu đã một thời gian kể từ lần cuối bạn dọn dẹp tủ quần áo,
xe, gara, nhà kho, hãy bắt tay vào việc. Sắp xếp đồ cũ có thể giúp cho bạn có thời gian nghỉ ngơi và có lẽ bạn sẽ cảm thấy thoải mái và thỏa mãn khi hoàn thành. Tập thể dục. Tập thể dục cũng giúp thoải mái đầu óc, giúp cho bạn tập trung hoạt động cơ thể. Bạn sẽ không lo lắng về bất cứ một điều gì khác ngoài thở và vận động. Tập chạy bộ, bơi lội, đạp xe hoặc một vài hoạt động nào đó khác có thể vừa giúp cho bạn nâng cao được sức khỏe và giải tỏa được đầu óc. Luyện tập độc thoại tích cực nghe có vẻ khá ngớ ngẩn, nhưng điều này lại thực sự mang lại một hiệu quả vô cùng to lớn. Nhìn mình trong gương một vài lần mỗi ngày và nói một điều gì đó mà bạn muốn nghe, ví dụ như bạn sẽ tìm được ai đó tốt hơn, hay không ai đủ xứng đáng để có thể khiến cho bạn buồn phiền tới như vậy. Lặp đi lặp lại điều đó cho đến khi bạn tin vào nó. Tiến về phía trước với những điều tốt đẹp. 1. Đề phòng tái phát. Quên đi người mà bạn thích là một việc rất khó khăn, và nếu như bạn mất vài tháng để có thể thích họ, có thể bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để trở lại. Chấp nhận rằng đó là một quá trình và lên kế hoạch trước, bạn sẽ không bị tái phát đột ngột. Dưới đây là một số cách để giải quyết. Nhận ra rằng bạn không nhìn nhận người đó một cách thực tế. Cảm giác say đắm hay động lòng làm bạn cảm thấy khi ở bên người mà bạn thích có thể khiến cho bạn đánh mất được suy nghĩ logic thông thường và lý tưởng hóa người bạn thích. Nhắc lại nhiều lần cho bản thân rằng, dù bạn cảm thấy như thế nào đi chăng nữa, không ai là hoàn hảo, kể cả người mà bạn thích, và nhận ra rằng bạn đang cố tình bỏ qua những khuyết điểm của anh ấy hoặc cô ấy. Xử lý như đối với chất gây nghiện, bạn sẽ không hướng tới một người mới thoát khỏi chứng nghiện rượu tại một quán bar. Vì vậy, bạn cũng đừng đặt bản thân vào hoàn cảnh khiến cho bạn phải chú ý đến người bạn thích. Tránh những tình huống thân mật và liên lạc thường xuyên, cho dù là nhắn tin, tán gẫu và không gặp gỡ trực tiếp. Đừng chuyển những cảm giác của bạn sang một đối tượng mới. Tìm một người nào đó khác để có thể gắn những tình cảm của bạn cũng là một dạng tái phát. Có thể bạn không phải lòng cùng một người, nhưng bạn cũng có những cảm xúc giống như vậy. Biến một ai đó thành người thế thân và không công bằng đối với họ, bởi bạn sẽ không nhìn nhận họ với một con người thật của họ. Điều đó cũng không công bằng đối với chính bản thân của bạn, bởi bạn lại để cho bản thân của mình dẫm vào vết xe đổ. 2. Tránh trở nên cay nghiệt. Bồi xấu người mà bạn thích trước mắt có thể giúp cho bạn vượt qua được nó, nhưng không phải là giải pháp lâu dài. Vấn đề là, nghĩ về việc bạn đang ghét ai đó như thế nào vẫn là một cách khiến cho bạn ám ảnh bởi anh ấy hoặc cô ấy. Vì vậy, bạn vẫn hoàn toàn mắc kẹt ở vạch xuất phát. Đừng khiến cho ai đó khác phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của bạn. Chắc chắn, có lẽ người mà bạn thích không đáp lại tình cảm của bạn như bạn mong muốn. Có thể anh ấy hoặc cô ấy còn mọi việc trở nên tồi tệ hơn bằng cách trêu chọc hoặc tán tỉnh không ngừng, dù biết rõ rằng bạn cảm thấy như thế nào. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, người duy nhất chịu trách nhiệm giúp cho bạn cảm thấy hạnh phúc chính là chính bạn. Bạn có trách nhiệm giúp cho bản thân vượt qua những tình huống tồi tệ và tiến về phía trước. Vì vậy, đừng nghĩ bạn thích là một nguyên nhân có thể khiến cho bạn đau khổ. Cố gắng mong muốn cho anh ấy hoặc cô ấy những gì tốt đẹp nhất. Nếu như bạn thực sự quan tâm đến một ai đó, bạn sẽ muốn nhìn thấy người đó tìm được hạnh phúc, cho dù hạnh phúc đó không phải là bạn. Chống lại cảm giác muốn trở nên tức giận hay bắt đầu so sánh nếu như người bạn thích bắt đầu hẹn hò với ai khác. Cố gắng nuôi dưỡng cảm giác vui vẻ khi người mà bạn thích hạnh phúc. 3. Lập một danh sách những điều không tốt về người mà bạn thích. Điều này khá khó khăn nhưng vô cùng hiệu quả nếu như được làm và thể hiện đúng cách. Bạn thích một người đó bởi vì thấy được những phẩm chất tốt đẹp ở anh ấy hoặc cô ấy. Và giờ bạn phải làm điều ngược lại. Có thể lúc đầu bạn nghĩ rằng người mà bạn thích vô cùng hoàn hảo, nhưng không, tất cả mọi người đều có khuyết điểm. Và đó là điều mà bạn cần phải ghi nhớ, đã đến lúc ngừng mộng mơ. Suy nghĩ thật kỹ về người mà bạn thích và tìm ra càng nhiều tính cách xấu càng tốt. Viết chúng vào một tờ giấy và đọc đi đọc lại. Khi bạn gặp người đó, đừng nhìn vào mặt tốt, hãy nhớ về những thứ mà bạn đã viết ra và đừng mất tập trung. Lời khuyên, hãy nhớ rằng nếu như người mà bạn thích không thích bạn, thì đó chính là mất mát của anh ấy, cô ấy. Và vẫn có một ai đó ngoài kia đang chờ đợi bạn, người thật sự xứng đáng với tình cảm của bạn và yêu thương bạn. Hãy nhớ rằng cảm nắng chỉ là một mối tình ngắn hạn, nó không giống như việc bạn sắp kết hôn. Trong tương lai, bạn sẽ tìm được một ai đó tốt và thích hợp với bạn hơn, một người quan tâm tới bạn và dành nhiều tình cảm cho bạn hơn. Vì vậy, hãy đợi ai đó tốt hơn đến bên bạn. Đừng đổ lỗi cho bản thân vì mọi việc không được như ý muốn. Nếu như họ không nhìn nhận bạn theo cách đó, thì đó không phải là lỗi của bạn, mà là do cách họ cảm nhận. Đừng khiến cho bản thân cảm thấy vô dụng chỉ bởi vì cách mà họ suy nghĩ về bạn. Đừng nói với họ bạn yêu họ nếu như bạn biết rằng họ chỉ muốn làm bạn. Điều này có thể phá hoại tình bạn của bạn và không thể hàn gắn lại được.
cho những chàng trai khác một cơ hội để có thể hẹn hò với bạn. Anh ấy không phải là người duy nhất trên thế giới, nhưng quan trọng hơn cả, hãy sống một cuộc sống của riêng bạn, đừng để anh ấy lấy đi niềm hạnh phúc của bạn. Tránh gặp người đó thường xuyên và giữ khoảng cách để bạn sẽ không quay lại vạch xuất phát. Bước tiếp, đừng để bản thân mắc kẹt trong quá khứ, gặp gỡ những người khác sẽ có thể hữu ích hơn. Đừng nói chuyện về người đó kể cả với bạn bè của bạn. Nếu bạn nói rằng bạn thích người đó như thế nào, bạn sẽ càng cảm thấy thích người đó hơn nữa. Nói với bản thân về tất cả những gì bạn không thích ở anh ấy hoặc cô ấy, hãy quên đi và bước tiếp. Cảnh báo, đừng trừng phạt bản thân để có thể cố gắng làm dịu cơn đau. Bạn sẽ không muốn bắt đầu ăn uống quá nhiều hay làm tổn thương bản thân chỉ bởi vì người bạn thích không thích bạn. Đừng bao giờ gọi điện thoại cho người bạn thích lúc say. Bạn sẽ chỉ khiến cho người đó cảm thấy không thoải mái và tự làm mình xấu hổ mà thôi.